Thưa quý khán giả, vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị. Quy hoạch đặt mục tiêu năm 2023, Tiền Giang cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Mục tiêu cụ thể sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 8% một năm. Tầm nhìn đến năm 2050, Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại có trình độ phát triển khá của cả nước. Để đạt được mục tiêu đề ra, quy hoạch tập trung thực hiện 3 đột phá phát triển. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tại 3 vùng. Hành lang kinh tế trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số với 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng đánh giá cao Tiền Giang đã nỗ lực hoàn thành quy hoạch, tạo tiền đề giúp tỉnh phát triển toàn diện, hài hòa, bền vững trong tương lai. Và đó cũng chính là hiện thực hóa khát vọng, tiềm năng phát triển của địa phương, bám sát đường lối, chủ trương, tình hình thực tiễn xã hội, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Vào chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến khảo sát, kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát tuyến đê biển Gò Công, có tổng chiều dài 21 km, trong đó có hơn 6,8 km đê giảm sóng xa bờ chưa được đầu tư. Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của các bộ ngành và tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng nhấn mạnh đây là tuyến đê rất trọng yếu. Việc đầu tư gần 7 km tuyến đê giảm sóng xa bờ là rất cần thiết để ngăn chặn tình trạng sói lở bờ biển xảy ra ngày càng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của khoảng 600.000 hộ dân và của nhà nước. Bảo vệ gần 54.000 hectare đất tự nhiên, trong đó có khoảng 43.000 hectare đất canh tác của 4 huyện thị xã ven biển. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương bố trí nguồn vốn cho dự án quan trọng này, trong đó nghiên cứu dùng nguồn dự phòng của năm 2024, đồng thời giao các cơ quan nghiên cứu dự án đầu tư cảng biển tại khu vực này theo hình thức hợp tác công tư. Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công đức của anh hùng dân tộc, Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định, một trong những tấm gương tiêu biểu của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc tại đền thờ ông ở huyện Gò Công Đông. Cũng trong tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2. Đây là cây cầu thứ hai có quy mô lớn bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tranh thủ thời gian để nhanh tiến độ dự án cầu Rạch Miễu 2 để dự án kịp hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Và để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ký ban hành công điện số 24. Đến hết tháng 2, vốn đầu tư công năm 2024 đã phân bổ đạt 94,9% kế hoạch, giải ngân ước đạt 9,13% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 6,97%. Tuy nhiên, số vốn chưa phân bổ chi tiết còn khá lớn, với khoảng 33.000 tỷ đồng của 21 bộ cơ quan trung ương và 43 địa phương. Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kết quả cao nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch các tỉnh thành xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Giờ tối qua, từ 20h30 đến 21h30, các tỉnh thành trên cả nước đã cùng tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất. Tối thứ Bảy cuối cùng của tháng thứ Ba hàng năm được lựa chọn là giờ trái đất. Đây là năm thứ 18 sự kiện được tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam thì cũng đã là năm thứ 16. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Cần Thơ. 3, 2, 1, bắt đầu! Tối qua, đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân viên công ty điện lực thành phố Cần Thơ cùng các sở ban ngành thành phố đã tham gia hưởng ứng chiến dịch này. Sự kiện chính là lễ tắt đèn diễn ra tại thành đoàn Cần Thơ. Sự kiện giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức được vai trò quan trọng của thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng ngày tại thành phố Cần Thơ còn diễn ra nhiều hoạt động khác như chạy bộ hưởng ứng chiến dịch, trồng cây xanh kết hợp với tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, giao lưu trực tuyến về cung ứng điện mùa nắng nóng. Chúng ta hãy thực hiện cái thông điệp
của giờ trái đất là tiết kiệm điện thành thói quen một cách thực chất và hiệu quả bằng những hành động cụ thể. Thông qua đó để chúng ta tiết kiệm điện cho chính bản thân gia đình chúng ta, cũng như là cho doanh nghiệp chúng ta, cho đơn vị chúng ta. Không chỉ gói gọn trong hoạt động tắt đèn và hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong một giờ, mà trong tháng 3 này, ngành điện còn tổ chức rất là nhiều hoạt động để tuyên truyền cho người dân thực hành tiết kiệm điện thành thói quen. Qua chung nhiều hoạt động sôi nổi của tháng thanh niên, tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã thực hiện nhiều công trình, phần việc để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Cà Mau, nhiệm kỳ 2024-2029. Dù không mới nhưng lại rất thiết thực nên các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Giữa cái nắng tháng 3 oi ả, lực lượng thanh niên tình nguyện đã không ngại khó khăn để lắp đèn điện ở tuyến đường thuộc xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau. Khi có được đèn chiếu sáng, bà con nơi này ai cũng phấn khởi vì không còn tình trạng mất cắp giặt, lưu thông trên tuyến đường cũng thuận tiện hơn. Đúng rồi, mình thấy mà tự người dân bảo vệ rằng mà có điện thắp sáng lâu dài, mình giữ gìn luôn bằng cách mình chăm sóc. Ví dụ cây cối đổ ngã thì mình tề nhánh và bớt để em mà lâu dài. Cũng cố gắng hết sức để mà có thể thực hiện được, góp một chút công sức gì đó cho app, thì em cũng vui là cũng được một phần giúp đỡ được cho mọi người có được ánh sáng đi thuận tiện hơn vào ban đêm. Đây là công trình thứ hai của đoàn thanh niên xã Hòa Tân thực hiện trong tháng 3 này. Không chỉ có ý nghĩa đối với người dân, mà còn là dấu ấn của đoàn thanh niên trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các bạn đoàn viên cũng tham gia rất là nhiệt tình, cùng với địa phương, ban dân ấp để thực hiện các công trình hoàn thành đúng thời gian và đúng tiến độ. Mong muốn sắp tới thì cũng tiếp tục vận động các mạnh thường quân và bà con nhân dân trên các tuyến để xây dựng nhiều hơn nữa các cái tuyến đường ánh sáng ở địa phương. Những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên Cà Mau luôn thực hiện nhiều công trình phần việc như làm lộ nông thôn, thanh niên giúp nhau lập nghiệp, được cấp trên khen ngợi, tuyên dương. Tiếp tục với một thông tin rất đáng lưu tâm cho các gia đình có con nhỏ. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ thay đổi giữa ban ngày và ban đêm ở miền Tây Nam Bộ những ngày qua đã khiến cho số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện gia tăng. Nhiều nơi bệnh viện quá tải và ngột ngạt. Khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ hiện nay mỗi ngày tiếp nhận khoảng 1.600 đến 1.900 lượt bệnh nhân, trong đó khoảng 40 đến 45% lượng bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn đường ruột, khoảng 200 trường hợp. Còn lại là các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị. Còn tại Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhi đến điều trị bệnh viêm đường hô hấp, hơn 300 em bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp và đặc biệt là 6 trẻ bị viêm màng não, viêm não. Mới đây, tại xã Nhị Bình, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra 2 trường hợp, 2 cháu gái bị đuối nước ở ao nước gần nhà. Hiện công an xã đang phối hợp để xác minh vụ việc. Vào khoảng 14 giờ ngày hôm qua, trong lúc trông giữ và chơi cùng các cháu của mình, bà của hai nạn nhân đã sử dụng thuốc đau đầu và bị sai thuốc nên ngủ quên gần 1 tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh giấc thì không thấy hai nạn nhân. Bà cùng các cháu khác truy hô để hàng xóm tiếp ứng hỗ trợ tìm kiếm. Nhận được tin, nhóm thiện nguyện cùng người dân đến tìm kiếm thì phát hiện hai cháu đã tử vong ở ao nước trong phần đất nhà. Ngay sau đó, công an xã Nhị Bình đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành ghi nhận vụ việc. Liên quan đến sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, khiến một sản phụ tử vong sau sinh, Sở Y tế Đồng Tháp đã có thông báo kết luận về trường hợp này. Hội đồng chuyên môn kết luận sản phụ tử vong do băng huyết sau sinh. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 đã thực hiện đầy đủ quy trình tiếp nhận và hỗ trợ sản phụ sanh thường thành công một bé gái nặng 3kg. Sau đó, sản phụ có dấu hiệu tai biến sản khoa. Bệnh viện đã xử lý cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp phẫu thuật cắt tử cung. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, nặng dần nên người thân xin đưa về. Hội đồng chuyên môn đánh giá, ekip chưa giải thích rõ cho sản phụ và gia đình biết về việc sản phụ có nhóm máu hiếm để hợp tác trong quá trình điều trị. Diễn biến sự cố sản khoa của sản phụ quá nhanh và đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện cấp cứu sản phụ có nhóm máu hiếm nên thiếu kinh nghiệm xử lý.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 đã nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm đối với quá trình xử lý cấp cứu sản khoa, ứng phó diễn tiến lâm sàng khẩn cấp tại đơn vị, rà soát các quy trình đang thực hiện tại đơn vị. Trong tuần vừa qua, VTV Cần Thơ đã nhận được phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Bà con cho biết đã có nhà ở ổn định gần 20 năm, thế nhưng bất ngờ bị một hộ dân tại địa phương khởi kiện đòi quyền sử dụng đất. Điều đáng nói là thửa đất tranh chấp được cấp chủ quyền cho hai hộ dân ở các thời điểm khác nhau. Sự việc đã xảy ra nhiều năm nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm. Những hộ dân này cho biết họ đều mua đất thuộc thửa 331 của ông Dương Văn Tăng giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009. Nguồn gốc đất của ông Dương Văn Hoài, cha ông Tăng để lại. Bà con các nhà sinh sống ổn định gần 20 năm qua. Bất ngờ năm 2022, các hộ dân này bị ông Lưu Hoàng Minh kiện đòi quyền sử dụng đất. Khi tôi mua đất thì có chính quyền địa phương cầm cọc. Khi tôi cất nhà thì có chủ đất phía trong là cha của Lưu Hoàng Minh và chỉ danh cho tôi cất nhà hoàng. Theo công dân mà Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh trả lời người dân, thì cả hai lần trích lục hồ sơ địa chính năm 83 và 96 thì thửa đất 331, ấp Dừa Đỏ 1, xã Nhị Long đều do ông Dương Văn Hoài đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, bất ngờ thì năm 96, thửa đất này lại được cấp cho ông Lưu Văn Bé. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm qua. Theo người dân, thửa đất 331 được gia đình ông Dương Văn Hoài kê khai và sử dụng liên tục đến khi bán cho họ. Bà con tiếp tục các nhà sinh sống ổn định cho đến nay. Người dân thắc mắc, gia đình ông Lưu Văn Bé không ở trên thửa đất này ngày nào, nhưng tại sao được cấp chủ quyền? Tại sao gia đình ông Bé được cấp chủ quyền từ năm 1996, nhưng đến năm 2022 mới khởi kiện người dân để đòi đất? Những thắc mắc này đã được bà con mang đến nhiều cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Làm cái đơn gửi xuống là bí thư tỉnh ủy á, bên trưởng ban chống tham nhũng á, thì bí thư tỉnh ủy có chuyển đơn qua ban nội chính. Ban nội chính có chuyển cái đơn qua thanh tra, nó thuộc thẩm quyền thanh tra, mà làm việc hôm nay cũng 5-7 tháng mà không thấy kết quả. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Càng Long thừa nhận, kết quả trích lục hồ sơ địa chính năm 1983 thửa đất 331 do ông Dương Văn Hoài kê khai. Tuy nhiên, việc năm 1996 gia đình ông Lưu Văn Bé được cấp chủ quyền là do lịch sử để lại. Hiện tại vụ việc đang được Tòa án Nhân dân huyện Càng Long thụ lý. Nếu như mà trường hợp mà cấp giấy cho hộ ông Lưu Văn Bé, cha của ông Lưu Hoàng Minh là không đảm bảo quy trình thủ tục, không đúng tòa yêu cầu quỹ giấy, thì khi đó thì Phòng Tài nguyên Môi trường sẽ là tham mưu Ủy ban dân huyện thực hiện quy trình thủ tục để tiến hành quỹ giấy theo quy định. Trong thời gian đợi giải quyết vụ việc, giữa gia đình ông Lưu Hoàng Minh và các hộ dân đã xảy ra nhiều vụ xung đột. Bà con mong rằng các cơ quan chức năng cần giải quyết vụ việc thấu tình đạt lý, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Phong về tội giết người. Bị can Phong và một người phụ nữ sống chung với nhau như vợ chồng một năm nay. Sáng ngày 20 tháng 3, hai người sử dụng ma túy tại phòng trọ thuộc thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. Sau đó xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, Phong đã dùng dao và kéo đâm nhiều nhát vào người bạn gái dẫn đến tử vong. Sau đó đối tượng đã đến công an huyện Tân Hồng để đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Du, ngụ phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, trong quá trình công tác và giữ chức vụ giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, Nguyễn Văn Du đã có hành vi phê duyệt dự toán các gói thầu không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Du, qua đó giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Thân mến, con đường Mương Tám Sớm ở xã Phú Hội, huyện An Phú của tỉnh An Giang vào những ngày tháng 3 này nhuộm lên một màu hồng rất là rực rỡ của hoa ô môi.
kéo dài hàng cây số và băng qua những cánh đồng lúa chín ở vùng biên giới, đã thu hút rất nhiều du khách gần xa. Trước một sắc hồng của hoa ô môi bao phủ cả một vùng quê êm ả, thì nhiều du khách đã quên đi cái nắng chói chang và họ có cảm giác như là mình đang đứng trước hoa anh đào ở xứ Đà Lạt hay là Nhật Bản. Và khung cảnh lung linh của sắc hoa ô môi cũng sẽ khép lại chương trình trưa nay của VTV Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt. Tranh thủ ngày nghỉ, hai vợ chồng anh Phan Văn Tuấn, huyện An Phú chạy qua mương Tám Sớm khoảng 20 km đi cùng với một số du khách chụp cho mình những tấm ảnh đẹp nhất về hoa ô môi đang nở rộ khoe sắc hồng để gợi nhớ về kỷ niệm thời tuổi thơ và khoe với bạn bè gần xa biết được quê hương mình có một đường hoa ô môi dài nhất. Màu nó màu hồng rực rỡ, giống như hoa anh đào của Nhật Bản mà họ không đi đâu xa. Quê hương cũng có. Cung đường hoa ô môi trên mương Tám Sớm là đoạn đường giao thông nông thôn nối liền hai xã Quốc Thái và Phú Hội của huyện An Phú. Những ngày qua thu hút rất đông du khách gần xa về đây để tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Theo bà con cho biết là hàng cây ô môi này có khoảng 20 năm nay do ông Huỳnh Văn Sớm hay còn gọi là ông Tám Sớm trồng để che bóng mát. Ở đây thì nhà con cũng gần nên là hay rủ bạn bè xuống đây chụp hình để tạo những cái kỷ niệm với lại cái cây hoa ô môi với lại vùng đất quê hương của mình. Hoa ô môi này là nó nở vào tháng 3, tháng 3 cũng là tháng mà con sinh ra thì con rất là thích cái hoa này. Cảm thấy rất là tự hào và vui khi điều đó. Nó thu hút được nhiều người du khách gần xa cũng như các bạn trẻ tham quan và chụp ảnh tại địa phương của chúng tôi. Ngày nay cũng có rất nhiều người trồng cây ô môi để làm cảnh, làm bóng mát do cây dễ trồng, thích nghi tốt với môi trường. Nhưng để tận hưởng hết vẻ đẹp, dịu dàng, đầm thắm hoa ô môi thì nhiều người cho rằng chỉ có về vùng biên An Phú trên cung đường quê mương Tám Sớm bao phủ cả một dãy màu hồng rực rỡ. Đây là nơi lý tưởng nhất để du khách dừng chân trước vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa dân dã này. Từ trên ghế nhà trường đến mạng xã hội, cải lương dần thay đổi với sự sống mới. Chữ tài chữ mền khéo là ghét nhau. Thế nhưng liệu đã đủ để sân khấu cải lương sáng đèn? Gắn bó cả cuộc đời với nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ ưu tú Kiều Mỹ Dung, phó chủ tịch hội sân khấu thành phố Cần Thơ có những chia sẻ trong chương trình Miền Tây hôm nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2024 trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Kính mời quý khán giả đón xem.